Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom ô tô cũ Tốc Ca, địa chỉ 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Và hôm nay em xin phép lên sóng báo giá trực tiếp tất cả các sản phẩm mà hiện tại bên em đang chào bán cho quý anh chị. Xin mời quý anh chị, chiếc đầu tiên em muốn báo giá với quý anh chị đây là một chiếc Toyota Camry sản xuất năm 2017, model 2018, đăng ký tên tư nhân biển tỉnh, xe chạy chuẩn 4 vạn. Và hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán là 845 triệu. Một chiếc xe Camry nội thất kem, màu đen nội thất kem cực đẹp. Con này nó đã độ mặt ca lăng lếch xù và rất nhiều đồ chơi khác. Mấy chị là chiếc thứ hai em muốn báo giá với quý anh chị đây là một chiếc Kia New Sorento máy xăng bản full, sản xuất năm 2015, model 2016, xe chạy 6 vạn. Và hiện tại thì con này đăng ký tên tư nhân biển thành phố, một chủ sử dụng từ đầu. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán là 660 triệu đồng. Bên cạnh đây là một chiếc em giới thiệu quý anh chị đây là một chiếc Ford EcoSport sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ mới. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán là 440 triệu. Bên cạnh kia là một chiếc Honda City Top sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và hiện chiếc xe lăn bánh được 4 vạn. Và hiện tại thì bên em đang bán chiếc này là 495 triệu. Em xin mời quý anh chị vào tham quan bên trong salon của em ạ. Đây là chiếc Ford Ranger WayCheck 3.2 số tự động, sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển thành phố. Và hiện tại thì chiếc xe này thì bên em đang chào bán là 705 triệu. Đây, bên cạnh đây là một chiếc Toyota Yaris G, bản G, sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển tỉnh, xe chạy chuẩn 2,5 vạn. Và chiếc xe hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán là 558 triệu. Đây, bên cạnh đây là một chiếc Mercedes-Benz E300 AMG sản xuất năm 2020, siêu lướt 500 km, màu đen nội thất da bò, đăng ký tên tư nhân biển tỉnh. Và hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe này là 2 tỷ 880 triệu. Bên cạnh đây là một chiếc Lexus GX350 sản xuất năm 2014, đăng ký 2015, tên tư nhân biển tỉnh, một chủ sử dụng từ mới. Và hiện chiếc xe này đã lăn bánh được 6 vạn. Và hiện tại thì salon em đang chào bán chiếc RX350 này là 1 tỷ 980 triệu. Đây, đi vào sâu sâu bên trong này là một chiếc Hyundai Elantra 1.6 số tự động, sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển tỉnh. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán là 550 triệu. Đây là một chiếc Lexus LX570 sản xuất năm 2008, model 2010. Và chiếc xe này lăn bánh được 6 vạn mai. Đăng ký tên tư nhân biển thành phố. Và hiện tại chiếc xe này thì salon em đang chào bán là 2 tỷ 220 triệu. Đây là bên cạnh, đây là một chiếc Peugeot 5008 sản xuất năm 2019, bản AL, bản cao cấp nhất của 5008. Là chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển thành phố, chạy được hơn 2 vạn.
À, chiếc xe này bên em đang chào bán là 1 tỷ 160 triệu. Màu đen, nội thất đen. Đi vào xung quanh bên đây, bên trong này là một chiếc Kia Sorento máy dầu, sản xuất năm 2015, model 2016, đăng ký tên tư nhân biển thành phố. Và hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán là 690 triệu. Bên cạnh đây là một chiếc Ford Everest Titanium, sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu, chạy chuẩn 3 vạn. Và hiện tại thì chiếc Ford Everest này thì bên em đang chào bán là 1 tỷ 130 triệu. Đi vào sâu sâu bên trong hầm này là hai chiếc. Em xin giới thiệu chiếc màu trắng trước. Đây là chiếc Honda CR-V bản L, sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển thành phố. Và hiện tại thì chiếc xe này đã lăn bánh được 2 vạn, lên rất nhiều đồ chơi luôn ạ. Con xe này thì bên salon em đang chào bán là 979 triệu. Xe chạy chuẩn 2 vạn. Đây là bên cạnh, đây là một chiếc Kia Sorento, sản xuất năm 2018, máy xăng, đăng ký tên tư nhân biển thành phố, xe chạy được hơn 3 vạn. Và hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán là 695 triệu. Và vừa rồi em vừa giới thiệu qua cho quý anh chị một vòng tất cả các xe ở salon em đang bày bán hiện tại. Và tất cả chiếc xe bên em bán ra đều được cam kết là xe không đâm va, không ngập nước, động cơ máy móc nguyên bản. Trước khi mua thì quý anh chị có thể mang ra ngoài hãng hoặc là nhờ anh em bạn bè thợ kiểm tra bất kỳ. Thì bên em cũng có hỗ trợ trả góp để cho quý anh chị tất cả các xe trong salon em. Và em xin chào quý anh chị ạ.